Nè nè nè, có ai biết Thanh Tiger đang cầm trên tay là cái gì không vợ? Để hôm nay Thanh Tiger dẫn mọi người quay trở về tuổi thơ đi mua đĩa nè. Tôi vừa phát hiện bên quận 5 có một cửa hàng băng đĩa. Trời ơi, thấy là nhào vô liền, một thời đam mê nhịn ăn để kiếm tiền mua đĩa. Hồi đó làm gì có điện thoại như bây giờ, muốn coi cái gì là coi. Một là coi trên vô tiếng, còn hai là đi mua đĩa về coi. Chứ đâu có như bây giờ YouTube viewer muốn coi cái gì cũng có. Ê ê, Kỷ Băng Hà phần mới ra nè. Hồi đó là đĩa nhỏ cái 5.000, còn đĩa bự là cái 10.000. Tôi đi lựa chuyên nghiệp tới nỗi rẹt là biết đĩa nào mình thích, đĩa nào mình không thích liền. Nè nè nè, kiểu như gì nè. Giờ ở nhà của tôi còn nguyên bộ sưu tập đĩa được bảo quản kỹ lưỡng, tôi mua từ lúc nhỏ tới giờ luôn á. Bữa nay đi mua đĩa là vì đam mê, chứ ở nhà làm gì còn đầu đĩa nữa mà coi. Coi đĩa là phải coi bằng đầu đĩa kết nối vô tiếng nó mới hấp dẫn, chứ coi trên máy tính này kia nó không có vui. Vô đây là cả một bầu trời kỷ niệm tuổi thơ đi mua đĩa để coi, nhớ ơi là nhớ. Bây giờ thì ít nhà còn đầu đĩa để mua đĩa về coi dữ lắm. Mấy bé bây giờ chắc không biết coi đĩa là gì luôn á. Giờ mấy cái tiệm bán đĩa ở dưới quê không có thấy nữa, tại bây giờ đâu có ai thèm coi đĩa nữa đâu.